Trời ơi, hẹn có 15 phút thôi. Em thích đi chưa? Yeah, lâu quá mới được gặp người. Yeah. Vui. Thì hôm nay hơi mệt nha. Ngồi trên xe nó ngợp. Cảm thấy hơi choáng với là thấy anh Thành đi một mình kiểu sợ anh buồn, cho nên là mình đi cùng Thành cho vui. Thì cũng muốn ngắm cảnh đồ. Chào tạm biệt mấy bạn. Vâng. Vâng. Trời thường ơi, tôi vậy trời. Sao anh hẹn hỏi vậy đây sao? Ai mà hỏi vậy? Được không? Quá tuyệt, dễ thương. Trời ơi, dễ thương, mấy bạn nghe không dễ thương. Dễ thương không? Chị Ly thấy anh Nhân sao chị? Mời ngủ rồi. Ly thấy dễ thương. Ủa, đương nhiên. Sao đang ngủ? Ngủ mà đâu biết gì đâu. Cứ nói, đó, nói đi. Đang ngủ, đang ngủ. Ti Ly ngủ rồi, Ti Ly ngủ rồi. Nói không? Đang ngủ rồi, cứ nói tiếp đi. Cô đi sợ. Thôi. Nhưng mà có thể tiến xa hơn không? Cái này hỏi Ly chứ. Ủa, vậy là anh chịu rồi. Anh chịu rồi, giờ chỉ đợi Ly nữa thôi. Cảm xúc tình cảm của Nhân bây giờ hướng về một cô gái thì khó xác định được. Nhiều nhất thì Nhân không dám chắc, nhưng mà Nhân nghĩ đó là Ly Ly. Sao mình buồn vậy? Hả? Mọi người vẫn vui vẻ bình thường, không có gì hết. Em thấy được cái ánh mắt, một cái sự buồn trong ánh mắt của anh. Có đâu. Thôi. Tại vì bạn gái anh đi chơi với người khác thì phải buồn chứ. Thì bây giờ anh lên em đi chơi với mọi người đi. Dạ, ngồi đây được rồi. Khó xử quá. Thôi gì đâu khó xử, thì giờ mình thích nhau thì mình tới với nhau thôi. Được rồi, không sao đâu. Mát mà mọi người. Giờ đánh trong lãng nữa đi. Tuy câu nói của Hoàng Minh chỉ nửa thật nửa đùa, nhưng phần nào nói lên sự không thoải mái của anh chàng khi chứng kiến Trí Nhân chủ động công khai tình cảm với Lily. Liệu rằng Hoàng Minh có tiếp tục im lặng với cảm xúc của mình? 88 km nữa. Yeah, đi lên, tiếng về Đà Lạt thôi. Đi xe máy sẽ được có những cái rất là thú vị, như là mình có thể cảm nhận được những cái mà ngồi trên xe nhiều khi nó chỉ là lướt qua, em hiểu không? Anh thích đi xe máy là vậy, mà dù nó hơi xa, nó hơi cực, mình ngồi xe máy là mình chắc chắn mình không được ngủ rồi đó. Nhưng mà không sao, bù lại mình thấy cảnh đẹp. Mãi sướng rồi, sướng rồi đó, sướng rồi đó. Thế nào ngủ luôn rồi chị? Sướng quá. Chị Diệu là người gốc Huế, nhưng mà chị vô đây chị học và làm, đúng không vậy? Dạ đúng rồi. Thế em ghê chưa? Nên là nói tiếng miền Nam mình có được khi nói tiếng Huế luôn. Nhưng mà giọng Huế thì anh hiểu không? Tiếng Việt anh còn chưa hiểu nữa. Tiếng Việt anh còn chưa hiểu nữa. Huế thì chắc chết. Mọi người có muốn nghe nhạc Huế không? Thử đi. Chiều nay mưa trên phố Huế, tiếng mưa còn vương kỷ niệm ngày quen nhau dưới chân thiên. Anh còn nhớ không? Ôm vô. Rồi sao mà phanh tay? Phải ôm chứ. Nãy giờ xong tới thấy xe mình cái bỏ ra đó mọi người. Sau lên thành trước chạy xe rất là có động lực lắm. Để cô đơn. Với những con đường xa là anh cứ đào được, muốn đưa em đi trốn đến từ cùng trái đất. Ngày mình đi với nhau hay là ngày đẹp trời thì theo anh đi trốn em ơi. Yeah. Em cảm thấy thế nào về cái chuyến đi nãy giờ? Vui. Hành trình dài trên xe có vẻ khá mệt mỏi. Vì thế các thành viên ngôi nhà chung quyết định nghỉ chân tại nhà hàng Tâm Châu, thành phố Bảo Lộc để hồi sức và có thêm thời gian tìm hiểu nhau. Chị Ly, chị muốn ngồi ở đây không? Dạ. Chị muốn ngồi cái người yêu chị không? Đâu, mình ghen các bạn. Ghen hả? Ừ. Anh đang ghen hả? Ngồi qua ngồi em. Thôi em đổi chỗ. Chị phô mệt không? Khi nào mà không đi xe nữa mà ở lại một chỗ khoảng tầm mấy ngày á, mà sẽ ở lại chỗ thôi quậy cho thế. Đi xe mệt quá. Sáng nó chỉ với Vy nó cũng quậy lắm. Sao Vũ lên xe bắt tắt luôn. Như vậy rồi sao mình về Mỹ mình sống? Thì mình đi về, mình đi máy bay, mình xong rồi tới nơi là mình quậy rồi anh. Ra đi du thuyền. Đi bằng đường thủy à. Ủa, nói chuyện anh hiểu. Hả? Anh hiểu. Đó, hiểu mà. Kiểu mà người ta không có kiểu bông đùa được.
anh nghiêm túc trưởng thành. Không phải anh nghiêm túc, anh không biết nói lại. Anh không, cái ngôn từ á không biết nói lại. Anh không nói kịp sao anh nói kêu không biết. Coi thử coi, đưa cái tay ra coi thôi. Anh đưa cái tay ra coi. Anh chém gió liền. Chém gió hả? Chém gió không? Nói liền thiệt thôi. Nó xàm, nó là nói nhiều rồi, giống gọi em là quỷ tán gái á. À, tùy lúc. Em nghĩ là tay nó. Anh ấy kìa. Không à, tay nó không. Hello anh. Cho lại. Anh muốn ngồi đâu? Này anh ngồi với lại bạn trai anh đi. Ok, gặp mấy kia. Giờ đây, có lẽ các chàng trai sẽ cảm thấy hồi hộp và lo lắng khi mà bốn cô gái sẽ viết ra giấy tên người con trai mà mình ấn tượng nhất để hẹn hò. Và biết được quý vị và các bạn, chúng tôi xin công bố danh sách thí sinh chính là... Anh đọc lại em xỉu lên. Anh! Đố tiền, chọn hơn. Xin gợi ý chữ D. D là gì? Diệu nè. Cái đây mới khởi đầu mọi người, cái gì chúc mừng biết thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả thứ hai. Gì vậy? Cái này thì chỉ có một cái chữ thôi, không có chữ thứ hai. Ấy có ghi không? Có ghi không? Có chị có. À em không ghi nha mọi người. Vậy là biết. Cái phiếu thứ hai cũng là Austin các bạn ạ. Austin nghĩ nếu có người thích mình thì cũng là một chuyện mình nên vui. Mà Austin cũng cảm thấy là có hai người, bây giờ mình không biết nói chuyện với cả hai người như thế nào. Mình nếu ngọt với một người quá thì người kia thì có thể không thích, sau đó không thích mình hoặc là ngược lại. Vậy nữa. Và bây giờ còn hai lá phiếu cuối cùng. Ta run quá. Nếu như mà cho mình một cuộc hẹn mà hẹn riêng á, mình sẽ hẹn cô bé Lily. Mình thấy cái khuôn mặt cô bé có rất là nhiều tâm trạng nhưng mà không thể nói ra sao ấy. Nếu mà cho nhau một cuộc hẹn, người bây giờ nhau muốn gặp nhất là Lily. Tại vì Lily thì nhân cũng tò mò, cũng không biết nhiều về Lily, giống như mình cũng muốn hiểu hơn về Lily. Nhân, xin chúc mừng em và Lily. Lily. Anh Minh thì là kiểu hơi năng động mà cũng hơi nói nhiều. Còn anh Nhân thì hơi nhút nhát. Muốn nói chuyện thử xem coi là bên trong họ như thế nào. Nhân vui lắm nè. Đúng luôn á. Thật không may mắn cho Hoàng Minh khi người mà anh chàng mong đợi nhất lại không chọn mình, để rồi cuối cùng phải ngồi lủi thủi trong cô đơn. Anh 97 đúng không? Đây sát nhau. Được. Rung quá. Hả? Tại sao rung? Đây có phải là... xe của ông Thành. Em có thấy giữa anh và bạn kia có cái gì mà khác biệt không? Em thấy ai cũng khác nhau mà. Kể cả lứa tuổi thì chắc anh nhỏ hơn, nhỏ nhất ở đó. Nhỏ nhất rồi hả? Rõ đi ha, ví dụ đi. Giờ đã quen nhau rồi, giờ năm sau mình cũng đang vào cưới, ok không? Còn học thì sao cưới ta? Cưới xong học tiếp. Ủa vẫn học được mà. Ủa, đâu phải cấm người vậy? À, được, em bình thường em trễ. Nếu em không chơi thì để con xem mình chạy. Lên đi à. Nãy em đầu rồi luôn á, em nói chị ơi, chị em muốn đi xe máy quá, em muốn đi xe máy với chị ơi. Nói bây giờ luôn á. Nói với cái chị kia kìa. Đẹp đôi quá ha. Hai bạn nhỏ vậy thôi. Nói thật, em thấy anh có trẻ con hơn với ba người kia không? Mới tiếp xúc em không có biết được. Này mới tiếp xúc mà nói ra thì kỳ lắm. Khi mà Ly em ghi giấy chọn nhân vui lắm luôn á. Vậy hả? Trước đó thì đúng rồi. Dạ. Em không để ý lắm. Anh thấy gì á? Ý với Thành á. Anh Thành. Cũng hơi hợp sao? Đúng rồi. Hơi hợp á, đúng không? Dạ, đúng rồi hợp. Mét với nhau. Ý nhớ tên anh Thành được lắm nha. Em không có nhớ tên anh Thành. Ừ, ý ngồi sai cũng khen Thành. Đúng rồi. Khen anh Thành dễ thương. Đó, rồi. Đôi khi có cái nào ta? Hai người đó nãy đi chung á. Mà anh xuống dở vậy. Trời trời, hạnh phúc quá đi nè. Đó.
khi nào? Có khi nào được hai người? Có khi nào? Có khi nào? Bởi vì thường thường người bự to cao sẽ rất chọn một người nhỏ nhỏ để chở che. Em có biết người ta hay đồ mà lên Đà Lạt với tay người không? Nay mình đi tìm mình nó mới chia tay giờ sợ. Ủa chứ mấy người trước anh quen không có đi Đà Lạt hả? Tại chia tay trước thì đi rồi. Ủa quen tầm bao lâu? Người lâu nhất thì 5 năm. Trời gì ghê hả? Nó cũng gần cưới đến nơi rồi, xong bắt đầu lục đục có chuyện cái là thôi. 5 năm trời lâu lắm luôn á, hiểu quá. Và ít khi nào anh đá người ta, tự đá. Sống thì tình cảm là chính. Có vậy nên là em biết chuyện. Bây giờ mình biết Tigu vậy là kiểu mấy người vậy giàu tình cảm. Mấy người biết quan tâm rất là tốt bụng này kia. Phải tốt bụng chứ không không? Vậy cái gu anh là như thế nào? Người ra mà nói cái gu của anh đó thì như hồi đầu muốn nói là thích những người lục nhỏ. Em với bé ông trắng đó. Chị áo trắng á, nhưng là vẽ với anh là rất là hợp luôn, thiệt luôn á. Anh thấy kiểu hai người hài hước y chang nhau, nói gì quá trời nói. Nếu mà nói ra thì cái gu lâu lâu nó cũng hơi biến đổi tí. Còn biển sao người ta thương mình là được rồi. Anh giờ nó yêu cầu cũng không biết yêu cầu sao. Mình đâu có thể nào mình yêu cầu người yêu mình thế này thế kia đúng không? Em thì cũng kiểu gặp thích thì thích thôi chứ không quan tâm lắm. Thích thì thích, không thích thì thích. Anh Thành kể rất là nhiều về chuyện cũ của anh Thành cho mình nghe. Nhờ đó thì mình mới thấy hiểu anh Thành nhất trong bốn chàng trai. Anh Dustin là bạn của anh rủ anh vô chương trình này đúng không? Chứ anh đâu biết chương trình này đúng không? Bạn của ai? Ừ. Bạn của ai? Bạn của anh. Bạn anh biết hiểu anh. Dạ. Anh vô chương trình. Chị là chủ chơi cùng, em hiểu biết đúng không? Em hiểu ý chị. Mình cảm thấy Austin kiểu như chân thật ấy. Thật thà, câu hỏi Austin là tại sao Austin biết cái chương trình này mà tham gia? Cái Austin kiểu Austin cũng không nhớ nữa. Nhưng mà mình nghĩ là phải có cái lý do nào đó để Austin tham gia cái chương trình này. Nên là kiểu như là Austin đang giấu một cái điều gì đó, mình nghĩ như vậy thôi. Thì mình nghĩ Austin là cặp đôi bí ẩn. Nghĩ là suy nghĩ ai có vợ là hơi khó. Giờ em chẳng muốn suy nghĩ. Ví dụ như mà em lỡ mà em có thích một người cặp đôi bí ẩn ấy nha, thì cái đó cũng chỉ là mình nghĩ thôi đúng không chị? Bây giờ mình có thích ai thì mình cứ tìm hiểu với họ thôi. Xong rồi tự nhiên mình lấy cái cớ là do họ là cặp đôi bí ẩn, xong mình rụt rè lại, mình không có dám á. Xong rồi lỡ sau này lộ ra là cái người đó không phải cặp đôi bí ẩn, mà chỉ là mình nghi do mình nghi ngờ thôi. Đúng rồi, lúc mình sẽ hối hận. Mình lỡ thích cặp đôi bí ẩn thì người ta cũng bạn, nếu mà các bạn kia cũng sẽ hiểu cho mình. Mà tại vì cái này mình đâu biết đâu. Mà sao mùa này nữ trẻ tuổi ghê luôn. Dạ. À. Lớn, mùa khác lớn lắm anh. Lớn lắm. Cũng lớn, cũng lớn. Chín mấy, dạ, 95, 96. Tầm anh ấy. Mùa show này thường có cái bị drama nhiều. Drama hả? Thì em thấy mấy mùa trước á, kiểu như mấy bạn nữ á, cãi nhau. Cãi nhau. Cãi nhau nhiều lắm, cãi nhau dữ dội luôn á. Rồi cũng có những cặp đôi đi vô chương trình xong rồi cãi nhau á. Cũng có luôn rồi chia tay. Dạ. Nhưng mà cũng bên cạnh đó thì cũng có những cái cặp mà họ đến đây, họ tham gia chương trình xong rồi biết nhau rồi về nhà cưới nhau luôn. Ủa anh có nghĩ là em với lại chị Diệu sẽ chọn anh không? Không nghĩ. Không nghĩ gì luôn. Vậy nếu như mà anh được chọn á, nếu mà hồi nãy không phải là nữ chọn mà là nam chọn, nếu anh chọn sẽ chọn ai? Chọn thì chọn, chọn ai mà nói chuyện vui vui. Dạ. Austin thì không có nhiều cảm xúc cho ai hết. Mà người mà Austin thấy là interesting nhất á, kiểu thấy cũng vui vẻ nhất là chắc bé Vi. Ủa sao khóc rồi? Có đâu ba. Sao đi về sớm vậy? Đi hết chỗ rồi, đi xuống kia cái bị đuổi. Hả? Cậu này về sớm chơi với tôi nè. Tôi trở lại với cậu đây. Cậu này về sớm chơi với tôi. Chào người em ra. Chào anh. Cậu này thành công chứ? Thành công đẹp. Còn anh? Cũng vậy, giống em. Đi nói chuyện gì hết vậy? Mấy người kia đi. Hỏi thăm sức khỏe. Tên gì, ở đâu, làm nghề gì? Sao cuộc sống khỏe không hết đi lên. Thiệt. Nãy có lượn trong kia coi mấy cái đồ lưu niệm của anh. Như con mèo con chó gì đó xong ra. Có vẻ Hoàng Minh cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn khi đi đâu và làm gì với Trí Nhân thì Lily cũng đều kể lại hết cho anh chàng. Còn Trung Thành và Như Ý, sau cuộc hẹn ngắn ngủi, họ đã đưa ra một quyết định đầy bất ngờ, dấy lên nhiều nghi vấn về cặp đôi này. Okay. Trên kia nó lưu lại á. Đi xe máy. Trời ơi, hẹn 15 phút thôi. Anh thích đi xe máy, em thích đi chưa rồi. Chưa. Yeah, lâu quá mới được gặp người. Yeah. Vui. Tại hôm nay hơi mệt nha. Ngồi trên xe nó ngợp. Cảm thấy hơi choáng, với là thấy anh Thành đi một mình
kiểu sinh thành buồn, cho nên là mình đi cùng thành cho vui, thì cũng muốn ngắm cảnh đồ. Chào tạm biệt mấy bạn. Vâng. Vâng. Chào thường à. Sao anh hẹn hỏi chị Tây sao? Có ai mà hỏi vậy? Được không? Được không? Được không? Gì không? Thấy sao? Quá rồi. Chuyện dễ thương. Dễ thương, dễ thương. Mấy bạn nghe không? Dễ thương. Dễ thương không? Chị Ly thấy anh Nhân sao chị? Rồi ngủ rồi. Ly thấy dễ thương. Sao đang ngủ? Ngủ mà đâu biết gì đâu. Cứ nói đang đi. Đang ngủ, đang ngủ. Tilly ngủ rồi, Tilly ngủ rồi. Đang ngủ rồi, cứ nói tiếp đi. Go đi sợ. Thôi. Nhưng mà có thể tiến xa hơn không? Cái này hỏi Ly chứ. Ủa vậy là anh chịu rồi. Anh chịu rồi, giờ chỉ đợi Ly nữa thôi. Cảm xúc tình cảm của Nhân bây giờ hướng về một cô gái thì khó xác định được. Nhiều nhất thì Nhân không dám chắc, nhưng mà Nhân nghĩ đó là Lily. Sao Minh buồn vậy? Hả? Buồn vậy? Mọi người vẫn vui vẻ bình thường, không nhớ. Em thấy được cái ánh mắt, một cái sự buồn trong ánh mắt của anh. Có đâu. Thôi. Tại vì bạn gái anh đi chơi với người khác thì phải buồn thôi chứ. Thì bây giờ anh lên đây đi chơi với mọi người đi. Dạ, ngồi đây được rồi. Khó xử quá. Thôi đâu khó xử, thì giờ mình thích nhau thì mình tới với nhau thôi. Được rồi, không sao đâu. Mát mà mọi người. Trời đánh trong lạng đi. Tuy câu nói của Hoàng Minh chỉ nửa thật nửa đùa, nhưng phần nào nói lên sự không thoải mái của anh chàng khi chứng kiến Trí Nhân chủ động công khai tình cảm với Lily. Liệu rằng Hoàng Minh có tiếp tục im lặng với cảm xúc của mình? 88 km nữa. Yeah. Tiến lên. Tiến về Đà Lạt thôi. Đi xe máy sẽ được có những cái rất là thú vị, như là mình có thể cảm nhận được những cái mà ngồi trên xe nhiều khi nó chỉ là lướt qua, em hiểu không? Anh thích đi xe máy là vậy, mặc dù nó hơi xa, nó hơi cực. Mình ngồi xe máy là mình chắc chắn mình không được ngủ rồi đó. Nhưng mà không sao, bù lại mình thấy cảnh đẹp. Mãi sướng rồi. Sướng rồi đó, sướng rồi đó. Sướng rồi đó. Nó nằm ngủ luôn rồi kìa. Sướng. Sướng quá, sướng quá. Chị Diệu là người gốc Huế, nhưng mà chị vô đây chị học và làm. Đúng vậy? Dạ đúng rồi. Thế em ghê chưa, nên là nói tiếng miền Nam mình có đôi khi nói tiếng Huế. Nếu mà giọng Huế thì anh hiểu không? Tiếng Việt anh còn chưa hiểu nữa. Tiếng Việt anh còn chưa hiểu nữa. Huế thì chắc chết. Mọi người có muốn nghe nhạc Huế không? Thử đi. Chiều nay mưa trên phố Huế, tiếng mưa còn vương kỷ niệm ngày quen nhau dưới chân thiêng. Anh còn nhớ không? Ngồi sao mà phanh tay em? Phải ôm chứ. Nãy giờ ôm, nãy giờ xong tới thấy xe mình cái bỏ ra đó mọi người. Sao lên xe được trước chạy xe rất là có động lực, động lực lắm. Để cô đơn. Với những con đường xa làm anh trước đầu được muốn đưa em đi trốn đến từ cùng trái đất. Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời thì theo anh đi trốn em ơi. Yeah. Em cảm thấy thế nào về cái chuyến đi nãy giờ? Vui. Đúng rồi, vui. Ngồi nào vui lắm. Ngồi sao lúc nào cũng vui hết quý vị. Và bẻ cần cố một tí gì cho nó đỡ mỏi. Thì khi đi ở ngoài trời bằng xe máy thì được hít thở khí trời và ngắm những cái cảnh đẹp nhiều hơn, và cũng có thể nói chuyện thoải mái hơn. Với lại ý cũng có nói cái tâm sự là đó giờ cũng rất là thích đi phượt nhưng mà chưa bao giờ đi. Mình thấy cũng cũng hợp tính nhau rồi, cũng ok. Với lại còn cái nữa cũng hên, hồi đó lên ba cái thùng mình đã tính toán hết làm sao. Mình ngồi trước có thể bất tiện nhưng người ngồi sau phải tiện. Mấy bạn lên ba thùng giống mình đi, có bồ liền. Ở thời điểm này, sự thành đôi từ sớm của Như Ý và Trung Thành khiến cho bầu không khí của chuyến xe tình yêu trở nên sôi nổi và hứng khởi rất nhiều. Và niềm vui hứng khởi đó lại tiếp tục được nhân lên khi cánh cửa của ngôi nhà chung tại Đà Lạt đang rộng mở để mừng đón tất cả các thành viên Love House. Thế là lại cỡ con. Rồi, mời xuống, mời xuống. Rồi, mời xuống. Ô, lạnh quá nè. Wow.
Ôi, em chuyển trọ đi đúng không? Mà sao mà nó nặng thế? Người ơi, ai đó có thể xách giùm em cái vali xuống dưới được không? Ok. Còn mình đem trên đây thôi đó. Đúng rồi phải không? Dạ. Chị thương. Ủa, cái bếp kia luôn á. Trời, nhà đẹp. View bao sống ảo luôn. Đúng rồi. View đẹp quá. Ôi, đã vậy. Với những cảnh trí lung linh và đáng yêu, các thành viên đã không thể giấu nổi sự thích thú và vui sướng cho ngôi nhà chung lần này. Và sau khi tìm được những căn phòng lý tưởng dành riêng cho mình, các thành viên tiếp tục lên xe để lấp đầy bao tử đói sau một chặng đường dài. Wow! Các bạn đã đến với Đà Lạt. Vâng, giờ đi đến với Đà Lạt. Chuyến này sẽ đến từ những lời người dưới đây sau khi đi Đà Lạt. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ đến với Đà Lạt trong một cái tâm thế khác. Tâm thế gì anh? Tâm thế đó là hãy cùng theo dõi Lóc Hào để cập nhật ngay. Wow! Xuất sắc! Xuất sắc! Ồ, mình ăn lộn gà. Xuống xe ăn thôi mọi người ơi. Để mình, để mình. Ghê 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 ta, ga lăng dữ ta. Thank you anh. Ga lăng mới có bồ rồi. Ga lăng mới có bồ rồi. Rồi biết thằng có bồ nằm đâu không? Thành phố gì? Trong bữa ăn tối hôm nay, sau khá nhiều nghi vấn, Lily và Thùy Diệu đã có một cuộc trao đổi mang tính thăm dò lẫn nhau. Bây giờ thì là em phải gặp đối việc đúng không? Em với anh áo đen đó hả? Không, cái Minh. Cũng hay ngồi gần Lily và cũng thấy anh Minh hay để ý nhìn Lily kiểu như cái ánh mắt của hai người quen nhau á. Với lại là khi mà tới quán ăn buổi tối này cũng vậy. Anh dành không cho nhân ngồi chung với Lily. Rồi về đi. Đó. Con ngồi gì chưa con? Rồi lấy em ngồi sang trắng luôn vậy. Ủa em ngồi sang với bạn nữ bên này. Nên em nghĩ là anh Minh với lại Lily là cặp đối với ổng. Chị nghi đúng không? Nghi vậy cho vui chứ em. Giờ em mà nói em không phải thì thôi. Nhưng mà em có tin chị là không phải cặp đối với ổng không? Mới đầu á là em chắc chắn là chị luôn. Em khẳng định với mọi người luôn là chị với anh Minh á. Nhưng mà sau mấy tiếng sau là em biết ai luôn rồi. 95% là ý với anh Thành thì là vì có những biểu hiện ánh mắt họ nhìn nhau họ không giấu được. Thật quá. Mai cãi lộn giờ. Hay vậy ghê. Sau buổi tối no nê, các thành viên trở về lại với ngôi nhà chung. Đây cũng là đêm đầu tiên họ có được khoảng thời gian thoải mái để ngồi lại bên nhau cùng vui ca và tâm sự. Hello em. Hello anh. Đã sớm vậy. Nè, thấy người đến sớm tặng cho con cái nè. Trời ơi. Nhà bồ công anh à? Ừ. Thổi ra bay luôn. Thổi ra bay. Coi tức tắc vui lắm. Hai bên lại thổi đi. À nhí ngọn. Bồ công anh đó em. Đó rồi cái. Anh Thành mới tặng cho em á. Ai bồ anh Thành đứng ngang nha. Ok, hôm nay có đầy đủ bạc và con quan viên hay họ như thế này. Chúng ta nên chơi một trò gì ấy vậy? Hồi sáng giờ tụi mình đã nói chuyện tình của mình rồi mà anh Thành là chưa có nói. Anh Thành thường buồn lắm rồi. Họ tỉnh dậy anh ơi. Ồ, nè. Sao mà anh Thành nói được? Tại vì anh Thành bây giờ đang hạnh phúc. Thôi. Nói đây cái gì nhà. Ăn tay. Thôi nói chuyện cũ đi anh. Về nhà đâu tối rồi bàn tay thì sao? Mà ai đánh thì không biết. Không, kể đi. Mình không biết chắc mình. Thôi, nghiêm túc này, nghiêm trọng cho cái kể đi. Em sao lại với anh nữa. Còn chuyện tụi em á, nếu mà anh muốn nghe á, trời phát sóng coi lại ok. Vậy luôn. Đúng. Chứ hơi đâu rồi, coi trời lại ơi. Nhưng mà đây, mấy bạn ơi, nếu mà nói như vậy thì tụi mình cũng quá rồi. Có gì? Mình cũng kể cho bạn này nghe rồi, các bạn có thể để phát sóng cho coi không, lại. Không, bạn chị nghe chưa? Chưa. Trời. Anh bị sao vậy? Chưa ai nghe chuyện của anh chưa hết. Rồi. Lão đại thì kể lại đi, cho mấy thằng trẻ em nó kinh thường bây giờ. Rồi giờ ai muốn nghe cho tên? Thôi anh. Tự mọi người nhìn thì cũng biết anh thằng cục xúc mà. Xưa thì còn sến số được xíu, sau này hết. Ngày xưa có anh Lập á. Cũng quen người. Mà kiểu cái gu mình nó hơi là lạ mọi người á. Mình thì tính mẹ con. Thích mấy đứa lùn lùn. Quen thì cũng có quen. Cũng có vài người đến, cũng có người đi và có người ở lại. Có lúc khôn thì cũng có lần nhỏ dài. Người ta đáng kể, người ta mới lòng bài hát vô nó mới thú vị. Tại người ta đòi thú vị mà. Sao vậy? Hãy để những người lớn người ta coi chuyện mình tuổi trẻ mình nghe hiểu không? Có thứ rồi, không có gọi, có thứ rồi. Thôi. Giờ mình kết hợp đi. Anh kể chuyện qua tiếng đàn được không? Được, kể đây. Ôi.
xuất sắc. Để không nó bị trùng luôn. Để ai biết hát thì cứ hát đi. Ok anh luôn. Anh làm được không? Anh làm được nha. Mọi người đang đặt cái niềm tin lớn của anh vậy. Dạ. Cái này là cái tâm trạng của anh sau khi mà chia tay người yêu. Anh thuộc bài gì thì anh hát bài đó. Vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ, dẫu cho người ấy không về. Hiện tại thì mình có một chút ấn tượng với lại Austin và anh Thành. Tại vì hai người đó chững chạc. Còn với lại anh Thành đó thì tại vì mặc dù là tiếp xúc rất là ít, nhưng mà mình cảm thấy anh Thành là một người có thể dẫn dắt được đám đông. Và anh Thành cũng là người biết là bản thân mình muốn gì. Và anh Thành cũng chững chạc nữa, nhưng là nên là có những cái suy nghĩ rất là người lớn. Là mình thích cái cách đó. Dạ chưa. Tình yêu sẽ tự tìm đến với con trong đêm tối cô đơn. Còn một người nữa. Anh với ai? Ủa cái rồi mà. Cái nào? Nãy giờ cái lớn lớn qua rồi. Nó là dấp dáng của câu chuyện rồi. Hiểu không? Cái đó rồi mà. Anh. Đây nè. Bên à, có ngủ sáng giờ. À đúng rồi. Tình kể cái gì nhờ? Chuyện tình yêu. Kể cái gì nhờ? Mối tình mà em kể ra là đang buồn nhất. Buồn nhất thì chia tay ai cũng buồn. Mà mối tình nhớ nhất thì là mối tình gần đây. Nhớ nhất. Kiểu... nói sao ta, thì người đó là cái người mình cảm thấy hợp với mình nhất, kiểu cũng sâu đậm, nhưng mà vì một vài lý do nên không đi tiếp được. Cái tâm lý này nó buồn rồi mình có bài không, con bé nó kể chuyện vui. Ôi con bé sai buồn thiệt. Buồn thiệt, em thấy mấy cái giọng bé kể hay lắm á, nếu mà kể sâu nữa nghe cảm á. Kể sâu nữa đi chị, kể rất là trong cảm, không có sâu nữa đâu, tới đó là hết rồi đó. Con bé nó chỉ mới nói chia tay thôi à, mà buồn rồi. Cô bé Lily này á, có cái điểm gì đó rất là có một cái nỗi buồn giống như mình, kiểu như là cái gương mặt lúc nào cũng thổ lộ cái sự mà che giấu nỗi buồn á. Trong một ngày hôm nay thì cô bé đó cũng không có nói gì nhiều, cũng không có tiếp xúc gì nhiều và cũng không có nói nhiều cho mọi người hiểu hơn, nên mình muốn tìm hiểu thử xem cô bé này có chung với mình có những cái hay gì. Em là trải qua 4 mối tình. 4 mối tình rồi. Năm 2000 là em. Bé này bao nhiêu? Giỏi dữ luôn. Giỏi thì chứ trời. À, 2000 mà 4 mối tình là tuổi trẻ trải nhiều sự đời. Không, tháng ai cũng nói nhiều mối tình mà. Em nhiều mối tình á. Nhưng mà em mối tình sâu đậm. Em cũng nhiều. Nghĩa là ai cũng nhiều quá. Rồi đến ra mình thua mấy đứa nhỏ giờ. Đâu có đâu, em tình đầu á là tình đầu, còn mấy người sau là đều là tình thứ hai. Ok, cách tính hay á. Ảnh có 2 mối tình nhưng mà nhìn vẻ bên ngoài thì chắc ảnh là người kiểu giống như kiểu bad boy một chút xíu, nhưng mà ảnh là một người thấu hiểu và tính tình dễ thương, hoạt bát. Dịu với lại anh Minh thì chắc cũng hợp. Hợp với cái gu trước đó mình suy nghĩ ra, hợp chút xíu. Không dừng lại ở đó, đêm nay 8 thành viên ngôi nhà chung còn nhận được một sự bất ngờ từ phía chương trình. Thôi tiền quá trời luôn. Thôi. Chào mừng các bạn đã đến với ngôi nhà chung. Mỗi ngày các bạn sẽ nhận được chi phí sinh hoạt một ngày như bên trong phong bì. Rung quá, nghe tiền rung quá. Coi. Chúc các bạn sống tốt. Cái chữ sống tốt này nó có rất là nhiều nghĩa. Mình là phân tích theo một cái thuyết vật. Và tìm được tình yêu cho mình. Chúc bạn sống tốt. Hơi ngon. Hơi rung. Tối sẽ đến rồi. Biết đếm tiền Việt không? Hay là nhiều quá đếm không nổi? Đếm nhưng mà là nguyên một ngày đúng không? Nguyên một ngày. Đầu tiên là mình sẽ mua dầu gội. Đúng rồi. Số 8. Lấy dòng alo tao. Anh không thiếu, ok. Sao nãy giờ lắm mình? Thôi vậy là... Ơi, em không hề hỏi em sai. Em sai, em chấp nhận em sai. Hồi nãy đưa... Hồi nãy em đưa anh gì vậy? Đó, không có lấy cái xong. Rồi, là sao? Cho anh xin sữa tắm được không? Hồi nãy đưa sữa tắm á. Sữa tắm không có sữa, không có dầu gội đúng không? Đúng. Vậy mà vẫn gọi đầu. Gọi xong mới biết đó là sữa tắm.
Mới ra định chửi đó mà thôi, nó chửi nhẹ, không chửi. Nó chưa được dầu thả. Nó đưa cho em mà dầu gọi thì em không biết, em vô em gọi, em không đậu. Ngày mai là mình đi ăn sáng, là tiền này là mình tự đi chợ đi. Ờ em nghĩ là mình anh đi. Anh nghĩ là nên đi chợ. Vậy đúng rồi, mình có xe ở đây. Nó sẽ tiết kiệm. Ừ. Ai biết trả giá cho tôi. Đây em. Em. Wow, Austin có thể trả giá. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ đi mua đồ ở market chứ không phải supermarket nha. Ờ bình thường. Đi chợ. À chết dù nhưng mà phải nói là người ta chào giá là bó bó rau 15.000, anh trả luôn 1 đô. Giá rẻ. Giá 1. 1 đô. Okay. Phải lấy cái điện chai 6 muối body của mình ra. Người ta sẽ miễn phí cho mình. Mình phải đẹp trai. Đúng rồi, anh có một cái ngày mai mình vô mua đồ mình. Trải qua một ngày dài cùng đồng hành bên nhau, mỗi thành viên dường như đã gieo cho mình những hạt mầm tình cảm đầu tiên. Trung thành và như ý, gần như là trời sinh một cặp. Anh chàng Hoàng Minh thì ghen ra mặt khi Trí Nhân thổ lộ tình cảm với Lily. Vì một phần Hoàng Minh gần giống với mẫu bạn trai của Thùy Diệu, nên cô nàng đã có những cảm xúc tích cực dành cho chàng trai này. Còn người đem lại cảm giác thoải mái và gần gũi với Austin đến giờ chỉ có thể là Tường Vi. Và chính Tường Vi cũng dành nhiều sự ấn tượng cho Austin, cũng như Trung Thành vì vẻ ngoài và tính cách của cả hai. Đêm nay có kết thúc tại đây và hành trình ngày mai có điều gì thú vị? Hãy cùng đón xem ở tập sau! Chẳng có ai biết được trước tương lai, điều gì sẽ